Hello Nam. Bữa nay sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng bơm động cơ 500 vĩnh cửu ha của Adalino. Dòng này thì hiện tại nó có trước mắt mọi người sẽ là con này sẽ là công suất sẽ là 700W. Đầu tiên mình sẽ đi sơ lược về xung quanh máy một xíu ha. Mình sẽ giới thiệu về công suất sau ha. Đây là của Adalino. Thì đây là mặt sau, đây họ đường này sẽ là đường hút vào. Đây là răng 34 ha. Kèm theo cái răng 34 này, thùng bơm nó sẽ có một cái này gọi là cái valve một chiều của bơm nha, nó sẽ kèm theo máy. Thì cái này mình sẽ gắn ở đây, gắn ở ngay đường vào của cái bơm, tại vì nó sẽ răng cùng là 34 luôn. Vậy cho nên khi mình vặn cái đầu valve một chiều nó vào thì thành ra là mình vẫn răng này vẫn là răng 34 nha. Đó, thì con nó sẽ qua cái valve một chiều này, còn đường ra của nó sẽ nằm bên trên này. Bên trên này là sẽ đường ra, răng vào răng ra của nó đều là inox 34 cả. Đây là mặt trên tổng thể của nó nhìn vào ha. Thì răng của nó sẽ là răng 34, răng 34 nha. Cái này là cái để thứ nhất, cái này là để mồi nước hoặc là để xả hơi, xả áp á, xả hơi bong bóng khi mọi người lắp đặt xong thì mọi người mở cái nắp màu đen này ra. Con này nó hút được 7 m, cho nên nếu mà khi hút thì mọi người cũng mồi nước vào trong bồn bơm này và mồi nước cái đường lúc B nha. Đó là hút của nó. Về cái mặt hiển thị của nó thì bo mạch của nó sẽ đây này. Ở đây là sẽ có nút nguồn, nút tăng công suất và nút giảm công suất. Đây là nút cài đặt. Là chút là mình sẽ test điện cho mọi người xem luôn. Đây là màn hình hiển thị máy. Rồi về công suất của máy á, thì con này sẽ có hệ công suất của nó sẽ là như vậy, 750W ha. Model của nó sẽ là AZ600. AZ600 là cái model nha, công suất của nó là 700W. Đẩy maximum là 100 lít trên 1 phút. Xài điện 220 đến 240V. Cột áp đẩy cao tối đa là 45 m. Cột áp thấp nhất là 2 m, hút sâu được 6 m. Công suất là 700W và dòng chạy là 4.4A. Nhiệt độ có thể chịu bơm được là 90 độ C. Ok anh em, cái này là Adalino là sản xuất theo cái thương hiệu công nghệ của Đức nhé. Sản phẩm này sẽ được luôn được bảo hành 24 tháng. Đây, 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu đưa ra. Giờ mình sẽ cắm điện cho mọi người xem. Nói trước cái dòng này là dòng động cơ 500 vĩnh cửu, động cơ 500 vĩnh triệu cửu nhé, nó sẽ khác động cơ điện như vậy. Con này là động cơ gọi là động cơ điện. Động cơ điện là sao? Tức là nó sẽ động cơ điện á, tức là nó sẽ là động cơ của nó là quấn bằng dây đồng 100% ha. Của Adalino cũng là của Adalino luôn. Về cái thứ mới thì là dòng này là dòng mới này, còn dòng này là dòng phổ thông hiện từ xưa tới giờ. Tức là cái bộ phận của máy á sẽ là quấn dây đồng 100% ha. Còn về bên động cơ này á, nó sẽ động cơ từ, động cơ gọi động cơ 500 vĩnh cửu á. Nó khi mà nó chạy cực kỳ êm và cực kỳ bền luôn. Hai con này đã êm thì dòng này nó sẽ êm hơn à. Rồi về mức độ mà công suất thì con này sẽ là 700W và con này là 750W. Hệ này nó sẽ có là 3 cánh quạt trong một buồng bơm, cho nên cái áp lực và cái lưu lượng nó ra nó khỏe, cái áp nén nó khỏe. Còn con này thì là một cánh quạt thôi, một cánh quạt trong buồng bơm, nhưng mà cánh là cánh ly tâm à, cánh ly tâm. Thì còn bên này sẽ là 3 cánh nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện thử, test thử cho mọi người có bơm AZ600 Adalino này xem thử nó như thế nào nha. Những dòng này nó sẽ xài điện 220 ha, động cơ 500 vĩnh cửu cho nên độ êm nó cực kỳ êm luôn. Giờ mình sẽ test, không có nước thì nó sẽ tắt bơm. Rồi, đây là màn hình khởi động của nó. Trên bo của nó sẽ là xài cảm ứng nha, cảm ứng như kiểu là của điện thoại của mình á. Ví dụ mình bấm nó đang off đúng không, tại vì mới cắm điện mình chưa có bấm on. Khi mà bấm on này nó sẽ chạy này, không có nước thì nó sẽ, nó động cơ vòng tua nó lớn lên, vòng tua càng ngày nó càng lớn lên để nó kéo nước nha. Đang mọi người nó êm cực kỳ, nghe tiếng gió này, che lại bớt tiếng gió này ha. Tăng giảm công suất á, muốn tăng thì tăng ở đây. Đang là để cổ đá 30 đúng không? Mình giảm xuống đây, tăng giảm ở đây. Nó sẽ lên xuống theo mọi người quy định luôn, thấp nhất là 10 m nhá. Một ký á. Rồi bây giờ tăng lên thì nó sẽ lên bên trên này. Còn nút cài đặt là để làm gì? Có nút cài đặt để mọi người ấn vào nó sẽ xem thử là nhiệt độ đang là áp cổ đá đang là nhiệt độ đang là bao nhiêu, 31 độ C này. Ở này là điện 219 V này. Này là nó mới chạy có 76W thôi. Tức là không có nước thì nó chỉ chạy được nhiêu đó thôi. Còn khi có nước mọi người điều chỉnh áp lực á,
thì nó sẽ biết là vòng tua của nó bao nhiêu và cột áp bao nhiêu, nó bị mất áp đi bao nhiêu thì nó sẽ chạy nhanh hơn để nó bù lại vòng tua, thì như vậy công suất nó mới lớn. Bởi vậy cho nên cái dòng bến tần nó thông minh ở chỗ là nó sẽ không có tốn điện, nó tiết kiệm điện ha, không phải là không tốn mà tốn ít và tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện ở đây tức là mọi người mở cái vòi nhỏ thôi thì máy nó sẽ chạy với vòng tua cực kỳ chậm thôi để nó đủ bù lại cái lượng áp mất đi thôi. Còn nếu mọi người mở hai vòi ba vòi thì nó sẽ chạy nhanh hơn nữa để nó bù lại những cái áp mà bị mất đó. Vì bến tần nó hay chỗ đó. Còn ví dụ như những cái dòng bơm tăng áp điện tử thường thì mọi người mở một, ví dụ con là 300W, mọi người mở một vòi nhỏ xíu ấy, khi nó chạy nó cũng chạy 300W, mở hết cỡ nó cũng chạy 300W thôi, nó không thể tăng và nó không có giữ áp đều trong đường ống được. Rồi tiếp theo là cái điện watt này, nó cứ 7 mấy watt đúng không. Còn đây là cái lưu lượng bao nhiêu lít trên một phút, bao nhiêu nhiều mét khối trên một giờ này, nó xỉn đây nếu mà nước đi nha. Đây là vòng quay 5.200 vòng trên một phút này. Rồi về dài đây là cột áp cao thấp ha, tăng giảm đó. Những dòng này thì nó chạy êm cực kỳ. Và cái dòng 500 bình cựu thì cái thời gian tắt máy nó sẽ hơi lâu so với những cái dòng điện. Mình sẽ ra chờ xem thử là thời gian tắt bơm nó sẽ là bao nhiêu lâu nha. Đó, hiện tại con này đang là 700W và con này là 750W. Động cơ 500 bình cựu thì cái độ bền này, cái chất lượng và cái độ êm này nó sẽ khắc phục hoàn toàn hết ha. Tức là nó sẽ êm hơn những cái dòng điện rất là nhiều. Và nó sẽ xài cảm ứng khi mà người mua về đó. Thì cái tấm này mọi người sẽ phải lột ra nha. Đó, người lột ra nha. Và hiện tại là trên này nó đang hiện hình một cái ổ khóa đúng không? Khi mà ổ khóa này hiện lên á thì nó sẽ không mọi người không bấm được đâu. Không ấn ăn được đâu. Không thể nào mà ấn cho nó lên xuống được. Mọi người muốn mở khóa thì mọi người phải ấn hai nút cộng trừ lên xuống này một lúc. Ấn giữ nha. Ok thì nó mới mở khóa. Đó, nó mới mở khóa nha. Còn mọi người muốn khóa lại lên khóa lại luôn á thì mọi người cũng ấn tiếp. Đây. Thì nó lại bấm khóa tiếp. Khi mà vào chế độ khóa này như vậy thì nó sẽ an toàn hơn, tại vì những cái dòng này là xài dàn như kiểu là những dàn này xài như kiểu là cảm ứng điện thoại, cho nên để trên kia nó sẽ bị lỡ mà mình lắp đặt xong mà mình đi xuống mà không, nếu mà không khóa đó thì những cái con thằn lằn hay gì nó bò vô, mấy con nó chạm vô cái nút từ nó tắt bơm đi thì như vậy thì nó sẽ hơi bất tiện. Cho nên bởi vậy người ta sẽ xin ra chức năng khóa máy như vậy. Khóa như vậy thì để bảo vệ là không bị bấm được nữa và cũng không có điều khiển trên này được nữa. Ok, mình đang chờ xem thử cái thời gian tắt bơm là bao lâu. Nhược điểm của con này là mình đánh giá thì thời gian tắt máy bơm hơi lâu. Đó là cái nhược điểm của nó. Nước cấp vào nha, nước cấp vào nó tắt khá là lâu. Chứ những gặp con bơm điện bơm này thì nó đã tắt rồi. Những bơm xài điện động cơ điện thì nó đã tắt lâu rồi. Tại vì động cơ 500 bình cựu thì mình nghĩ là do cái phân khúc này nó sẽ tắt chậm, thế tắt lâu. Và mọi người cũng không có quan trọng cái vấn đề đó lắm, tại vì nếu mà nước cấp vào mà nhiều mà hay bị hụt quá thì mọi người không nên xài những cái dòng này. Nếu mà hụt hay bị kiểu hay bị mất nước nhiều quá thì mọi người không nên xài dòng này. Xài những dòng động cơ điện thì nó sẽ hay hơn, ok hơn. Nó tắt trong vòng có hai mấy giây thôi là nó đã tắt rồi. Còn những dòng này thì nó tới mùa 3 tới 4 phút nó mới tắt bơm. Tắt bơm thì nó sẽ báo cái lỗi trên bo mạch này luôn ha. Để mình thì chờ xem thử nó như là tắt. Dòng động cơ 500 bình cựu này nó sẽ có là 300W, 700W và 1000W. Sẽ có 3 dòng. Nó cũng đều hoạt động cơ chế là tăng giảm công suất như vậy luôn. Nhưng mà chỉ riêng cái con 300W là nó sẽ tăng theo kiểu là mức cố định của nó, tức là nó chỉ có 3 mức, 1, 2, 3 thôi. Tăng 1, 2, 3 và giảm xuống 1, 2, 3 thôi, chứ nó không có tăng được như những cái dòng cao cấp, dòng công suất lớn. Rồi, nó tắt. Tắt phát tắt nhẹ nhàng báo E10 ha. E10 này. Mất nước này. Và cái giọt màu đỏ này là cái giọt nước, nó có cái gạch xéo qua, tức là nước nó bị tắt. À, nước không có cấp vào là nó tắt. Mọi người muốn cho nó chạy lại thì một đó là sẽ cho nước chạy qua. Nước chạy qua máy với điều kiện là nước phải chạy qua hơi mần nha. Nó mới tác động vào cái cảm biến của máy á. Nó mới tác động vào cảm biến của máy thì nó mới cho máy chạy lại được.
Còn nếu không thì mọi người bắt buộc phải mở khóa và khởi động lại. Ấn dừ để mở khóa. Rồi, khởi động lại. Off, on. Rồi nó bắt đầu chạy lại. Đó, nhưng mà mình thử vậy thôi. Off thì nó sẽ off như vậy ha. Ok, đây là dòng tăng áp biến tần động cơ 500 vĩnh cửu của Adreno. Model của nó là AZ600. Bảo hành 24 tháng nha. Công nghệ của Đức. Và model 2024 nha anh em. Mình sẽ cho mọi người xem tổng thể xung quanh máy bơm một xíu. Về cái mặt thiết kế thì đây là nhựa, mặt này là mặt nhựa nha, nhựa mà được nhiều bóng, nó sẽ được chữ Adreno thương hiệu và bản quyền đây. Còn bên trên là ở đây là được sơn bóng, nhưng bên trên là nhựa thường. Ở hộp ngoài á, nó đã bao phủ, nó che hết tất cả một cái con bơm luôn rồi. Tức là nó cái hộp bên ngoài á là nó bảo vệ con bơm, nó không có cho bị nắng mưa vô được. Nhưng mà bắt buộc mọi người phải che nước, che nắng, không thể nào mà không che được nếu mà để ngoài trời nha. Tại vì những cái này nó không thể nào mà chịu nắng được hết á. Những cái bộ bo mặt này, những cái bảng điều khiển của nó này, nó chịu nắng không có nổi. Ok, đây là chỗ này sẽ là quạt lấy gió, lấy hơi vào làm mát cho máy. Rồi, như vậy thôi, công suất của thực tế của nó là đây. Maximum là được 100 lít trên phút, tức là 1 giờ được 6 khối nếu chạy maximum ha. Bên này thì cũng như vậy thôi. Đầu bên kia sẽ là đường ra, răng 34, như này mình nói thôi. Adelino thì ngoài dòng này thì còn có những cái dòng công nghiệp nữa ha, dòng lớn nữa ha, và bơm chìm, bơm đôi rồi rất là nhiều. Ok anh em, rồi mình kết thúc video đây nha. Anh em nào cần mà mua hoặc liên hệ mua máy thì alo số điện thoại trên màn hình. Số của mình là 0903 163 271 ha. Mình sẽ hỗ trợ với giá tốt nhất cho anh em có thể.